Xin chào mọi người. Như thường lệ, trên kênh em luôn để số điện thoại chủ nhà ở đây cho mọi người liên hệ trực tiếp. Trước khi xem video, mọi người ủng hộ em một like và một subscribe để giúp kênh được phát triển hơn. Em xin cảm ơn và chúc mọi người tìm được căn nhà ưng ý. Nhân vật chính hôm nay là nằm ở hẻm 595 được cách mạng tháng 8 bên phường 15 quận 10. Xung quanh có một số tiện ích như là ngân hàng ACB, hiệu thuốc Phạm Ma City, cây xăng Sài Gòn Petro, chợ Hòa Hưng, phòng tập gym, trường trung học Lương Thế Vinh cơ sở 2, trung tâm y tế quận 10, trường mẫu giáo tư thục Thiên Thanh, bệnh viện đa khoa 136. Vì là trung tâm của thành phố nên xung quanh còn rất nhiều tiện ích cao cấp khác đi kèm. Đầu tiên, mọi người đi thẳng vào hẻm 595 vào khoảng vài chục mét, tới ngã quẹo thứ hai bên tay phải thì quẹo vào. Xong nhìn bên tay trái sẽ thấy nhà mình là khu chung cư hẻm 595 cách mạng tháng 8. Nếu đi tiếp thì mọi người sẽ thông ra đường hẻm 601 đường cách mạng tháng 8 và đường Hồ Bá Kiện. Mọi người đi lên cầu thang lên tầng 4 xong quẹo tay phải đến căn nhà thứ hai sẽ là căn nhà của ngày hôm nay. Nhà có diện tích là ngang 3m5, dài là 12m8, nhà hướng đông bắc, giá đang kêu là 2.55 vẫn còn thương lượng. Nhà đã có sổ hồng riêng. Bên trong được chủ nhà cải tạo lại nhìn rất là đẹp và sang trọng, không giống các căn nhà khác. Còn bây giờ thì em mời mọi người xem nhà. Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here.